Bị ép phải dừng đi bộ một cách bất ngờ, phải chăng Thích Minh Tỏa đang bị quả báo do tu tập sai cách? Kính chào quý vị cô bác đang theo dõi video trên kênh Tinh Hoa Cuộc Sống. Thưa cô bác, như vậy là vào trưa ngày 3 tháng 6, trên tinh thần tự nguyện và dân chủ, Sư Thầy Thích Minh Tuệ đã chính thức kết thúc cuộc hành trình đi bộ kéo dài 6 năm. Kể từ khi Thầy xuất hiện trên mạng xã hội thì dư luận cũng chia ra thành nhiều phe, kẻ thì tung hô ủng hộ, kẻ thì chê bai lên án. Nhìn chung là đã nổ ra rất nhiều những cuộc tranh cãi gay gắt và bên nào cũng có lý do của mình. Và nếu cô bác đã quá quen với những video nói về Thầy theo hướng tích cực thì trong video ngày hôm nay tôi sẽ phân tích theo một góc nhìn hoàn toàn mới, nói về 7 cái sai trong cách tu tập của Thích Minh Tuệ và hậu quả mà nó để lại. Tôi cũng xin nhấn mạnh mang tính chất đả kích nên rất mong nhận được thật nhiều ý kiến phản hồi từ quý cô bác. Chúng ta cùng bắt đầu chương trình ngay nhé! Thưa cô bác, cổ nhân ta có câu, có thực mới vực được đạo. Nhiều người cho rằng chữ thực trong câu trên có nghĩa là ăn uống. Hiểu đơn giản là bao tử phải đầy thì đầu óc người ta mới nghĩ đến những điều thiêng liêng, tâm trí mới hướng đến những thứ cao siêu quyền nhiệm. Bởi vậy, lấy lý do vực đạo Phật, rất nhiều sư thầy hay một vài vị sàm tăng đã kêu gọi Phật tử cúng dường tiền tài, vật chất cho họ để xây dựng lên những chùa to Phật lớn, thành lập ban truyền thông để gây dựng tiếng tăm sức ảnh hưởng. Để tạo động lực cho Phật tử cúng dường, nhiều sư thầy đã dùng đến một công cụ rất vi diệu, đó là phước đức, một thứ vô hình và khó hình dung. Họ bảo rằng quý vị càng cúng dường nhiều, nhất là tiền chắn cho các sư thầy thì càng tăng phước đức, con cháu quý vị sẽ vinh hiển, đời sau của quý vị sẽ giàu sang sung sướng. Trong một cộng đồng những vị họ thích ngày nay, họ mà hầu hết đều thích nhận tiền, thì bỗng đâu xuất hiện một ông Thích Minh Tuệ từ chối nhận tiền. Ông đã gây nên một hiện tượng lạ trên mạng xã hội. Ông Thích Minh Tuệ cho hay, ông không phải là một tu sĩ Phật giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa nào, cơ sở tiệm vị nào của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Những năm qua, ông chỉ nghe lời giảng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rồi tập học tu hạnh đầu đà. Đến nay, ông đã đặt chân đến gần như khắp mọi miền đất nước, chỉ còn 3 tỉnh Tây Ninh, Trà Vinh, Bến Tre là chưa tới, bởi những địa phương này không nằm trên trục đường chính. Vì quyết tâm theo khổ hạnh đầu đà nên quá trình đi bộ, ông luôn tự nhặt các tấm vải, vứt ở bên đường hoặc trong thùng rác rồi mới lại làm quần áo mặc. Ai đó cố tình vứt cho ông sẽ không nhận. Mỗi ngày ông chỉ ăn một bữa. Khi đi trên đường, nếu gặp người có tâm, có duyên gửi cơm chay hoặc nước thì ông dùng vừa đủ. Qua các con sông, con suối, ông dừng lại tắm rửa. Buổi tối ông thường nghỉ ngơi bên đường hoặc nghĩa địa. Những lúc muốn đi vệ sinh thì ghé vào nhờ các cây xăng. Ông Thích Minh Tuệ cũng chia sẻ rằng bản thân từng đi tu nhưng chưa có duyên ở chùa và cảm thấy chưa xứng đáng làm tu sĩ bởi đạo đức của mình chưa đạt đến cảnh giới đó. Làm đến đây tôi chợt nhớ đến một câu ngạn ngữ phương Tây. Trong một xã hội toàn những người lưng gù thì người lưng thẳng mới là người khuyết tật. Trong một xã hội mà ai cũng thích nhận tiền thì kẻ từ chối nhận tiền bị coi là thằng ba trợn. Thế nên ông Minh Tuệ đã bị nhiều nhà sư và đệ tử của họ chỉ trích. Hàng loạt cái sai trong pháp tu của ông được họ đem ra kể. Tôi đã tổng hợp được một số điều mà họ cho rằng ông Minh Tuệ đang tu sai. 1. Ông Minh Tuệ không phải là nhà sư mà lại nhận đồ cúng dường. Vào chiều ngày 16 tháng 5 năm 2024, trong văn bản phát đi, Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định người đàn ông này, tức ông Thích Minh Tuệ, không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và hiện không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa cơ sở thờ tự nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thế nhưng một điều nực cười là chính ông Thích Minh Tuệ đã khẳng định ông không phải tu sĩ hay thần Phật trước cả thời điểm có văn bản này. Bản thân ông cũng chưa bao giờ nhận mình nhận đồ cúng dường từ ai, mà đến nay cũng chưa có một bằng chứng nào chứng minh được điều này. Thay vào đó, ông chỉ đi ăn xin hay người ta còn gọi là khất thực đồ chay. Thời gian gần đây, ông chẳng cần xin mà toàn thấy người ta tự nguyện mang đồ tứ cho ông. 2. Ông Minh Tuệ không phải là nhà sư mà lại lấy pháp danh họ Thích. Trong giáo lý nhà Phật, theo các định nghĩa thông thường thì chữ Thích có nghĩa là cởi ra, nới ra. Ngoài ra, chữ Thích lại cũng có nghĩa buông thả, lại còn có nghĩa tiêu tan hết những nỗi sân hận trong lòng, như giảng câu, tâm trung vi chi thích nhiên. Phải hiểu rằng trong lòng đã tiêu tan hết cả phần nào điều sân hận,
không còn vướng vấp một chút ân hận, náo phiền gì nữa. Thế nên với một người muốn thoát khỏi sự xô bồ sân hận như ông Minh Tuệ thì lấy họ Thích là toàn hợp lý. Bên cạnh đó, theo hiểu biết hạn hẹp của tôi thì không hề có luật nào cấm người ta tự đặt pháp danh cho mình. Nó cũng giống như tên gọi ở nhà của một em bé hay nghệ danh của một người nghệ sĩ. Thậm chí trên cõi mạng, dân chúng còn ưu ái tặng thêm pháp danh cho các vị sư họ Thích như Thích chuyển khoản, Thích cúng nhà, Thích hiến kế, Thích đủ thứ. 3. Ông Minh Tuệ chọn lối tu khoe hình ảnh để nhận được sự tôn kính của mọi người. Cô bác có công nhận với tôi một điều rằng là rất lâu rồi chúng ta mới bắt gặp một vị tu sĩ đi bộ khất thực ngoài đường, thay vào đó là hình ảnh những vị sư tăng ngồi trong chiếc ô tô bóng lộn sang trọng điều hòa mát rượi. Hình thức này người ta gọi là ẩn tu. Ngược lại, ông Minh Tuệ không phải là nhà sư nhưng lại chọn lối tu khoe hình ảnh, đầu chân chân đất đi bộ khất thực từ Nam ra Bắc. Ngày xưa Đức Phật cũng đã chọn lối tu khoe hình ảnh như thế và được sự giúp đỡ hết lòng của các nhà quay phim. Hình ảnh của ông không chỉ phủ sóng khắp các mặt đường mà còn lên cả YouTube, TikTok hay Facebook với tốc độ chóng mặt. 4. Ông Minh Tuệ vẫn còn tâm phân biệt, không dễ dãi trong việc nhận đồ khiến Phật tử phiền lòng. Tôi biết có nhiều vị sư ở Việt Nam đi khất thực theo lối ẩn tu kín đáo. Họ chỉ đi trong khuôn viên chùa. Tất nhiên là ban truyền thông của chùa đã thông báo trước thời gian, địa điểm các thầy sẽ khất thực lên mạng xã hội để Phật tử biết mà đến cúng dường cho đúng giờ. Những vị sư này không có tâm phân biệt, họ nhận mọi thứ mà Phật tử cúng. Nếu họ cầm không hết thì truyền cho đệ tử đi cùng cầm suốt. Trái lại Minh Tuệ lại không nhận tiền mà chỉ nhận một lượng đồ chay đủ dùng cho một bữa ăn duy nhất trong ngày. Chính vì việc này mà ông Minh Tuệ bị một số người chỉ trích là đã tu theo Phật rồi mà còn giữ cái tâm phân biệt. Không những thế, có những người mang đồ chay đến cho ông mà ông không nhận, có nài nỉ mấy ông cũng không nhận, vì hôm đó ông đã thọ thực rồi. Theo quan điểm chủ quan của tôi, những ai nài nỉ ông nhận thêm đồ chính là đang dùng cái tâm tham phước đức của mình để phá hại cái hạnh tu của ông. 5. Ông Minh Tuệ tổn phước vì khiến người ta cãi nhau vì pháp tu của ông. Có một sư thầy cho rằng mình tu mà khiến người ta cãi nhau là mình tổn phước. Phật nói có 84.000 pháp tu, tôi không rõ trong đó có pháp nào tu theo miệng đời hay không. Chỉ biết rằng điều ngu ngốc nhất là cố lòng vừa lòng tất cả mọi người. Tu là sửa mình để bớt tham sân si. Nhưng nhiều vị sư hiện nay, họ sửa mình cho khớp với cái tham sân si của thiên hạ, để dĩ hòa vi quý, để vút ve cái tâm tham và tâm si của Phật tử, để Phật tử vui vẻ mang tài Phật tới cúng chùa thật nhiều. Tôi không nói họ tu sai hay tu hú, mà là tu sữ chưa. 6. Ông Minh Tuệ tu ích kỷ, chỉ tu cho mình. Nếu thường xuyên theo dõi các video về Thích Minh Tuệ, cô bác sẽ tinh ý nhận ra một điều là ông luôn xưng công với tất cả mọi người, kể cả già trẻ gái trai lớn bé. Ông không nhận mình là sư hay thầy của ai, nên ông không có trách nhiệm giảng pháp cho ai cả. Theo hiểu biết thiền cận của tôi, khi Đức Phật chưa giác ngộ, Ngài cũng không giảng pháp. Làm sao Phật có thể dạy cho người khác về từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha, nếu tâm Ngài chưa đạt đến trạng thái đó? Thế mà ngày nay có rất nhiều sư thầy đã dạy cho người khác làm điều đó. Liệu họ có thực hành thứ đạo lý mà họ giảng hay không thì mọi người có thể tự quan sát và rút ra câu trả lời. Nhưng tôi tin rằng người ta không thể cho thứ mà họ không có. 7. Ông Minh Tuệ tu ép sát, nghĩa là đi xa con đường trung đạo của Phật. Có người từng hỏi ông Minh Tuệ rằng sao thầy có thể ngồi được lâu như vậy? Ý ở rằng sao có thể thực hiện được hạnh ngủ ngồi suốt cả đêm? Ông đáp rằng, người đã xả đi nhiều phiền não thì mới ngồi được lâu, còn người nào trong lòng vẫn còn nhiều phiền não mà cố ngồi thì sẽ thành áp sát. Trong chuyến hành trình của ông Minh Tuệ, có một số vị sư đã tháp tùng cùng ông, nhưng họ không theo được ông tới cùng. Trong một clip trên mạng, tôi thấy có một vị sư trẻ đi chân đất cùng ông được một ngày thì chân đã phồng sụp, không theo được nữa. Riêng ông Minh Tuệ thì chân vẫn bước thoăn thoắt, miệng vẫn mỉm cười. Trên khuôn mặt ông không hề có vẻ đau đớn cực khổ một người đang bị ép xác. Khái niệm ép xác hay trung đạo rất mơ hồ và tương đối. Đối với tôi, máy lạnh chỉnh 30 độ là vừa phải, còn với người bạn đồng nghiệp là 28 độ. Đối với người có mức thu nhập bèo bọt như tôi thì đi xe máy là trung đạo.
Còn đối với những sư thầy vang danh thiên hạ có hàng trăm tỷ trong tài khoản ngân hàng thì đi Mercedes hay Audi là trung đạo. Đối với người bình thường thì hạnh ngủ ngồi là một cực hình, còn đối với ông Minh Tuệ thì việc đó không khó. Trung đạo không hề có tiêu chuẩn, ai cũng có thể tự cho mình là sống trung đạo. Không thể đem cái trung đạo của người này áp đặt lên người kia, rồi phán xét người kia là khổ hạnh ép xác. Vâng, thưa cô bác, Phật giáo, một tôn giáo lâu đời tại Việt Nam, đã trải qua nhiều biến động lịch sử. Sau năm 1954 tại miền Bắc và năm 1975 tại miền Nam, sự hiện diện của Phật giáo bị gián đoạn đáng kể. Từ thời kỳ đổi mới, khi đời sống vật chất dần được cải thiện, con người bắt đầu tìm kiếm các giá trị tinh thần và Phật giáo trở nên phổ biến trở lại. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa thần quyền và chính quyền đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính tư tưởng của Phật giáo ở Việt Nam. Hiện nay, Phật giáo Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức chưa từng có. Những ngôi chùa hoạt động như doanh nghiệp với nguồn thu không minh bạch, các sự kiện pháp hội tổ chức rình rang để thu tiền, cùng với đời sống cá nhân của một số nhà sư bê bối đã làm xói mòn niềm tin của xã hội vào Phật giáo. Trong bối cảnh đó, Thích Minh Tuệ xuất hiện như một hiện tượng đặc biệt, gợi lên những suy nghĩ sâu sắc về tinh thần Phật giáo chân chính. Thầy Minh Tuệ tên thật là Lê Anh Tú, sinh năm 1981, trong một gia đình nông dân ở Hà Tĩnh và sau đó di cư vào Gia Lai. Từ nhỏ, anh Tú đã bộc lộ tính cách hiền lành, hiếu thảo, học lực khá và lòng từ bi với mọi người. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự và tốt nghiệp trường trung cấp lâm nghiệp Tây Nguyên, anh Tú làm việc cho một công ty đo đạc ở Đắk Lắk. Thời gian này, anh bắt đầu đọc các sách về Phật giáo, ăn chay và tu tại gia. Đến khoảng năm 2015, anh quyết định xuất gia với pháp danh Thích Minh Tuệ. Thầy Minh Tuệ đã chọn một con đường tu tập đặc biệt, khác biệt so với nhiều nhà sư hiện nay. Thầy phát nguyện đi bộ khắp Việt Nam mà không sử dụng tiền, chỉ nhận một bữa cơm chay mỗi ngày từ người dân. Hành trang của thầy là đôi chân trần mòn sảm, một cái bình bát chế từ lõi nồi cơm điện và vài miếng vải bố để vá áo. Thầy thường ngủ ở nghĩa địa hoặc những căn nhà bỏ hoang, chấp nhận mọi khó khăn và gian khổ để thực hành thoát khổ, tìm hiểu bản thân và đời sống. Năm 2022, nhà báo tự do Thịnh Nguyễn có duyên gặp thầy Minh Tuệ trên hành trình từ Nha Trang ra Hà Nội. Thịnh Nguyễn kể lại, hành trang của thầy là cái miệng luôn cười, đôi chân mòn sảm, một cái bình bát chế từ lõi nồi cơm điện. Mỗi ngày thầy chỉ có một bữa cơm chay của người dân biếu tặng, không nhận tiền và không lấy nhiều hơn một suất ăn. Tối thầy ngủ ở nghĩa địa hoặc những căn nhà bỏ hoang, cái áo của thầy đủ dày để không bị lạnh. Thích Minh Tuệ tu tập theo lời giảng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tập hành đầu đà với 13 pháp khổ hạnh. Người tu hành đầu đà chấp nhận những khó khăn trong vấn đề ăn mặc ở. Mặc áo vá, khất thực, ngày ăn một bữa, không nhận tiền cúng dường, khước từ mọi tiện nghi. Thầy Minh Tuệ không kết nối với các mối quan hệ quyền lực và tiền bạc, giữ vững sự nghiêm túc thực hành giới luật. Khi được hỏi về con đường tu tập của mình, thầy Minh Tuệ chia sẻ, còn lưu ước nguyện cho mọi người khi nào cũng được hạnh phúc, sống vui vẻ với gia đình. Thầy không nhằm truyền tải điều gì mới, mà chỉ mong muốn thực hành và giữ gìn những gì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chỉ dạy. Thích Minh Tuệ là một hiện tượng đặc biệt trong Phật giáo Việt Nam hiện nay. Hình ảnh của thầy, một nhà sư đầu trần chân đất đi bộ dọc đất nước, đã gợi lên sự tôn kính và ngưỡng mộ từ nhiều người. Cuộc đời và con đường tu tập của thầy là minh chứng sống động cho tinh thần Phật giáo chân chính, vượt qua mọi khó khăn và cám dỗ để giữ gìn đạo hạnh và tinh thần giác ngộ. Hình ảnh Thích Minh Tuệ với hành trình khổ hạnh đã tạo ra một hiện tượng trong cộng đồng, thu hút sự chú ý và thiện cảm của nhiều người. Dù có những ý kiến trái chiều, nhưng phần lớn đều tôn trọng con đường mà ông đã chọn và cảm phục nghị lực cùng sự chân thật của ông. Thích Minh Tuệ không chỉ là một biểu tượng của sự tu tập khổ hạnh mà còn là nguồn cảm hứng cho nhiều người về sự tự do tinh thần và vượt qua cám dỗ vật chất trong cuộc sống hiện đại. Như câu chuyện của Phật Thích Ca, Thích Minh Tuệ đã chọn con đường khổ hạnh không màng đến sự cô đơn và những thử thách trên hành trình tu tập. Sự xuất hiện của thầy là một lời nhắc nhở sâu sắc về giá trị cốt lõi của Phật giáo, khơi dậy niềm tin và sự kính trọng đối với những giá trị tinh thần chân chính trong lòng xã hội. Chúng ta hãy để thầy Minh Tuệ được bình yên trên con đường mình chọn, để thầy tiếp tục lan tỏa ánh sáng của Phật Pháp và tinh thần từ bi hỷ xả đến với mọi người. Tiếp theo, mời quý vị cô bác cùng chuyển sang phần 2 của chương trình với nội dung
Quá kinh khủng, năm vị nhà sư làm bê bối Phật giáo Việt Nam, ma quỷ đổi lốt thầy tu. Hơn 2.500 năm trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giữ ngôn rằng nhân loại sẽ đi vào thời mạt pháp, nghĩa là con người không còn có pháp trong tâm để ước thúc bản thân. Điều gì cũng dám làm, điều xấu nào cũng dám phạm, dẫn đến đạo đức ngày càng suy đồi. Ngày nay xã hội nhìn đâu cũng thấy hàng giả, thực phẩm giả, thuốc giả, đồ gia dụng giả và đến cả sư sái cũng giả tu làm loạn pháp, khiến chốn chùa chiền vốn là nơi tâm linh, bình lặng cũng không tránh khỏi cảm bẫy thương trường của danh lợi tình. Thời gian vừa qua, một số nhà sư còn lợi dụng tôn giáo để thực hiện những hành vi đi ngược với giáo lý của tôn giáo và đạo lý của dân tộc Việt Nam. Trái với quy định của pháp luật, hành vi của số người này đã làm mất thanh danh của tôn giáo, gây bức xúc trong xã hội. Vậy những nhà sư đó là ai? Kính mời quý vị cô bác cùng tiếp tục theo dõi. Đầu tiên là sư thầy Thích Minh Pháp, tà dâm nơi cửa Phật. Sáng ngày 18 tháng 7 năm 2022, báo điện tử Dân Việt đã đăng tải bài viết ký sự về những hành động và dấu hiệu về một cuộc sống thất loạn, biến thái tại chùa Biển Sơn, tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng thời khẳng định nhóm phóng viên đã tiếp cận ghi hình một cách thận trọng, đúng mực, đúng luật về những vị sư làm nhiều trò tà dâm nơi cửa Phật. Theo thông tin phản ánh, chủ trì chùa Biển Sơn là Thượng tọa Thích Minh Pháp và một số vị sư tu hành tại đây đã có hành vi gạ dâm, quấy rối, thậm chí làm những trò mà không thể mô tả ra trong bài viết. Bài báo cũng nhận định đây là hiện tượng cá biệt con sâu làm rầu nồi canh, làm ảnh hưởng đến uy tín của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đáng chú ý, ngay cả phóng viên khi nhập vai tìm hiểu cũng liên tục bị gạ gẫm, quấy rối, thậm chí làm những trò mà không thể mô tả. Với những bằng chứng có được, nhóm phóng viên khẳng định Thượng tọa Thích Minh Pháp làm những điều tà dâm kia ở nơi trang nghiêm tôn kính của cửa Phật, bằng một thái độ hết sức bình thường và khá liên tục. Mở rộng điều tra, họ còn phát hiện ra đệ tử của ông cũng là người có các hành vi tình dục đồng tính tại chùa. Sự việc này nghiêm trọng đến mức, ngay sáng hôm sau, ngày 19 tháng 7, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ban gửi công văn hòa tốc thi hành kỷ luật miễn nhiệm toàn bộ chức danh với tu sĩ Thích Minh Pháp, đồng thời yêu cầu vị sư này biệt chúng sám hối, nghĩa là không được tiếp xúc với mọi người trong vòng 6 tháng. Thứ hai, sư thầy Thích Phước Ngọc dùng nhiều thủ đoạn để lừa đảo hơn 6-7 tỷ đồng và đã bị đi tù. Sáng ngày 13 tháng 4 năm 2022, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Văn Cung, sinh năm 1982 với pháp danh Thích Phước Ngọc, nguyên là trụ trì chùa Phước Quang tỉnh Vĩnh Long, cùng các đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, Phạm Văn Cung là tu sĩ từ năm 2005 và tu tại chùa Phước Quang ở huyện Tam Bình. Năm 2008, Cung được bổ nhiệm làm trụ trì. Cùng trong năm 2008, Trung tâm Cô Nhi Viện Phật Giáo Suối Nguồn Tình Thương nuôi dạy trẻ mồ côi được thành lập. Đến năm 2012 đi vào hoạt động, Cung được giao làm giám đốc trung tâm. Trong thời gian này, Cung quen với Khoa nên bổ nhiệm làm thư ký giúp việc. Thời gian làm trụ trì và giám đốc trung tâm, Cung tổ chức nhiều chương trình sự kiện để tạo uy tín. Cung làm các clip về hoạt động từ thiện đưa lên mạng xã hội, quảng bá hình ảnh nhằm tạo lòng tin cho nhiều người để có tiền chi xài cá nhân. Trong giao tiếp, Cung nổ quen nhiều lãnh đạo cấp cao, lợi dụng danh nghĩa nhà chùa và trung tâm, liên hệ gặp nhiều người có điều kiện kinh tế, tự nêu lên hoàn cảnh điều kiện khó khăn trong việc nuôi dạy các cháu mồ côi để tìm kiếm sự cảm thông và trợ giúp. Với chiêu trò lừa đảo, Cung chủ động dựng lên các sự kiện không có thật để mượn tiền của nhiều người. Với những thủ đoạn trên, Cung vay tiền của nhiều người sử dụng vào mục đích cá nhân và sau đó chiếm đoạt của 4 người phụ nữ với số tiền hơn 6-7 tỷ đồng. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, hành vi lừa đảo do Cung và đồng bọn thực hiện diễn ra trong thời gian dài, từ năm 2015 đến năm 2020, xảy ra trên nhiều địa bàn, trong đó nhiều lần thực hiện hành vi phạm tội tại Vĩnh Long. Cung lợi dụng uy tín của nhà chùa và trung tâm chăm sóc trẻ mồ côi, lợi dụng danh nghĩa trụ trì trong thời gian còn đương chức và cả lúc đã bị cách chức, bị xóa tên tu sĩ và sau đó lấy danh nghĩa thành viên tổ chức tôn giáo, cấu kết với đồng bọn dùng thủ đoạn tinh vi để thực hiện hành vi lừa đảo. Năm 2018, sau khi có nhiều đơn tố giác và xác minh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã đình chỉ hoạt động Phật sự đối với Thích Phước Ngọc, quyết định cho nghỉ sinh hoạt tôn giáo, thu hồi chứng điệp thọ giới và giấy chứng nhận tăng ni. Cuối năm 2020, Cơ quan An ninh Điều tra đã bắt tạm giam đối với Thích Phước Ngọc để phục vụ công tác điều tra.
Thứ ba, sư thầy Thích Thanh Cường, nhà sư khoe siêu xe điện thoại sang và trai đẹp. Sư thầy Thích Thanh Cường hiện đang là trụ trì chùa Cư Xá, xã Tân Hưng, thành phố Hải Dương. Khi gõ từ khóa Thích Thanh Cường trên Facebook, kết quả cho thấy vị sư này có một trang cá nhân và hai fanpage. Trên các trang trên, ngoại trừ Thích Thanh Cường, người của công chúng là nơi truyền dạy Phật Pháp, các trang còn lại thường chỉ được dùng post ảnh tự sướng của thầy với những cảnh xa hoa lệch lạc, xe sang, điện thoại sang và trai đẹp. Đặc biệt gây bão mạnh nhất là việc thầy đăng một clip mô tả việc thầy tậu con iPhone 6 dung lượng 64GB đầu tiên ở Hải Dương. Kế đó là việc thầy bỏ điện thoại iPhone 6 để sở hữu con Retro có giá 600 triệu đồng. Ngay sau đó, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương đã họp để xem xét hình thức kỷ luật đối với thầy này và thống nhất xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Trả lời báo chí sau cuộc họp, Hòa thượng Thích Quảng Tùng, trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương cho biết, việc thầy Thích Thanh Cường đưa hình ảnh phản cảm lên Facebook không chỉ một lần này mà còn có hệ thống trong thời gian dài. Góp nhặt các hình ảnh đã sâu thành chuỗi, từ việc nhà sư mặc áo sư đội mũ bộ đội cho đến áo thể thao ăn uống, mặc áo sần di cầm súng ống, tất cả việc này phong cách người tu hành không như thế. Những hình ảnh từ trang mạng của thầy làm mất thanh danh giáo hội. Sau cuộc họp, về phía sư thầy Thích Thanh Cường chia sẻ, nguyên do đầu tiên khiến mọi người hiểu nhầm như vậy là thầy đến cửa hàng điện thoại Lê Hải ở số 5 Hoàng Văn Thụ, thành phố Hải Dương với mục đích mở hộp lấy may cho cửa hàng. Hôm đó cửa hàng chính thức bán điện thoại iPhone 6 nên nhờ thầy đến và là người đầu tiên mở hộp giúp cửa hàng. Điện thoại Retro 600 triệu đồng cũng vậy. Chính tại cửa hàng này có một khách hàng tên Lực ở thành phố Hải Dương đến cửa hàng có việc, gặp thầy tại cửa hàng điện thoại. Chú Lực đưa điện thoại Retro cho thầy xem và chụp ảnh chứ có phải thầy mua đâu. Thứ tư, sư thầy Thích Thanh Toàn có hành vi tà dâm với phụ nữ. Đại đức Thích Thanh Toàn, tên thế danh là Lê Vũ Long, sinh năm 1976 tại Quảng Trị. Đại đức Thích Thanh Toàn được bổ nhiệm về làm trụ trì chùa Nga Hoàng, tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 2008. Trong thời gian trụ trì tại chùa Nga Hoàng, Đại đức Thích Thanh Toàn đã có nhiều vi phạm về lĩnh vực đất đai xây dựng trái phép và bị Ủy ban nhân dân xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc ban hành 6 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng mức phạt 14 triệu đồng. Vào tháng 9 năm 2019, liên quan đến loạt điều tra độc quyền của báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh, sư thầy Thích Thanh Toàn bị tố có những lời nói hành động hết sức thô thiển, vượt quá mọi chuẩn mực luân lý của người bình thường, chưa nói là một nhà sư với sắc danh đại đức. Cụ thể theo nội dung bài báo, trụ trì chùa Nga Hoàng bị tố đòi quan hệ tình dục, lấy tay vuốt vào phần nhạy cảm trên cơ thể nữ phóng viên, liên tục gả phóng viên chất sách, đòi hỏi gửi hình ảnh ở hang. Thậm chí trong một ngày lễ trang trọng, hàng trăm Phật tử đội sứ lên đầu rước lễ Vu Lan báo hiếu, sư toàn đọc kinh dẫn đầu đoàn rước lễ, nhưng sau đó lại có những lời nói khiếm nhã đối với phóng viên. Trong một lần khác, khi đi xem đất trong đêm, theo nội dung bài viết, sư toàn đã nhảy lên ô tô của nữ phóng viên, sau đó lao vào đòi cởi quần áo nữ phóng viên để quan hệ. Khi không thể tấn công được nữa, sư thầy quay ra kéo quần tự thỏa mãn mình trên ô tô. Sáng ngày 6 tháng 10, trao đổi với phóng viên Dân Trí, Đại đức Thích Tâm Vượng, Phó trưởng Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Đại đức Thích Thanh Toàn, trụ trì chùa Nga Hoàng bị tố gả tình nữ phóng viên, đã xin xả giới và hoàn tục vì không xứng đáng là một người đệ tử xuất gia. Ngoài ra, Đại đức Thích Thanh Toàn còn đưa thỉnh nguyện tại cuộc họp xin được giữ lại những tài sản như trang trại, đất đai, vật dụng mang tên chủ sở hữu là thể danh của sư toàn lên đến 300 tỷ. Thứ năm, sư thầy Thích Tâm Phúc, sư thầy đi quán giải trí ăn thịt chó lừa đảo quần chúng. Vài năm trở lại đây, ông Nguyễn Minh Phúc là cái tên không còn xa lạ khi xuất hiện nhiều clip trên các nền tảng mạng xã hội. Trong các clip đó, ông Phúc phần lớn là khoác pháp phục tu hành, tự xưng là Đại đức Thích Tâm Phúc, là trụ trì chùa Hoàng Pháp Trung ương của Củ Chi. Ông Phúc xuất hiện với những hình ảnh hành động phát ngôn gây sốc tục tĩu trái với truyền thống Phật giáo Việt Nam, xúc phạm tôn giáo. Vào năm 2021, mạng xã hội cũng từng bất bình trước hình ảnh của người đàn ông này mặc áo nhà sư nhưng xuất hiện trong clip thầy chùa ăn thịt chó. Vào tháng 7 năm 2023, ông xuất hiện tại một tụ điểm ăn chơi ở quận Gò Vấp. Khi kiểm tra hành chính, công an địa phương đưa ông Phúc về làm việc. Qua xác định, ông Phúc không có vi phạm nên được ra về. Dù thế, việc ông Phúc khoác pháp phục tu hành có mặt tại một địa điểm ăn chơi lại khiến cho nhiều người bức xúc.
Im ắng thêm một thời gian, nhiều người ngỡ là ông Phúc đã quay đầu. Nhưng bất ngờ chiều tối ngày 6 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Củ Chi đã thông tin, đã khởi tố bị can và bắt giữ Nguyễn Minh Phúc về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Khoảng thời gian im ắng vừa rồi, thực chất ông Phúc đã bỏ trốn đi nước ngoài khi thấy hành vi bị phát giác. Khi tình hình lắng dịu, ông Phúc quay về thì bị bắt giữ. Thứ sáu, sư thầy Thích Trúc Thái Minh lợi dụng tín ngưỡng và niềm tin của nhân dân để trục lợi. Chiều ngày 4 tháng 1 năm 2023, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự khu vực phía Bắc đã có phiên họp tại trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã thảo luận một số nội dung, trong đó có việc xem xét kỷ luật đối với Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì Chùa Ba Vàng, tỉnh Quảng Ninh về vụ việc trưng bày xá lợi tóc Đức Phật. Trước đó, ngày 23 đến ngày 27 tháng 12 năm 2023, Chùa Ba Vàng đã tổ chức lễ rước cung cấp sản xuất thông tin tạo sự hiếu kỳ liên quan đến một vật thể được cho là xá lợi tóc Đức Phật, thỉnh từ Myanmar về Chùa Ba Vàng trưng bày. Việc này gây nhiều phản ứng từ dư luận, cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo và tỉnh Quảng Ninh. Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định xá lợi Phật là niềm tin Phật giáo có thật từ lịch sử kinh điển Phật giáo. Khảo cổ học là bảo vật của một số nước châu Á. Tôn thờ xá lợi Phật được thực hành trong đời sống tôn giáo của cộng đồng Phật tử thế giới. Tuy nhiên, sư Thái Minh tổ chức chiêm bái xá lợi tóc Đức Phật, không báo cáo Giáo hội Phật giáo Việt Nam và địa phương, không tổ chức chu đáo và cũng không được truyền thông kiểm chứng. Câu chuyện tổ chức chiêm bái xá lợi tóc Đức Phật do Chùa Ba Vàng tổ chức bị dư luận xã hội phê phán, tạo ra nhiều thông tin trái chiều. Hội đồng trị sự đánh giá sự việc này ảnh hưởng nghiêm trọng tới niềm tin của Phật giáo và uy tín của giáo hội. Đồng thời, việc sư chủ trì Thích Trúc Thái Minh xuất cảnh ra nước ngoài hoạt động, giao lưu tôn giáo và mời chư tăng nước ngoài dự lễ tại Chùa Ba Vàng, không báo cáo với Giáo hội Phật giáo Việt Nam là vi phạm quy chế hoạt động Ban Tăng sự Trung ương. Đây không phải lần đầu tiên sư chủ trì Chùa Ba Vàng bị xử lý. Năm 2019, Đại đức Thích Trúc Thái Minh từng bị giáo hội bãi nhiệm tất cả chức vụ và yêu cầu sám hối đại tăng 49 ngày do Chùa Ba Vàng tổ chức thỉnh vong, thuyết giảng vong báo oán, cúng oan gia trái chủ. Hoạt động này vi phạm hiến chương giáo hội, làm tổn thương đến thanh danh giáo hội, tăng đoàn. Việc các vị sư hòa mình quá sâu vào đời sống xã hội, tham gia vào nhiều thú vui, ăn chơi, vi phạm luật giới không phải là hiếm. Người ta không còn thấy lạ khi nhìn thấy những sư thầy không đội mũ bảo hiểm, chạy xe SH phóng vèo vèo trên đường phố. Có nhà sư còn tham gia vào các buổi chiêu đãi tiệc tùng của giới nghệ sĩ hoặc dân xã hội. Nhiều người dân chắc hẳn cũng không còn kinh ngạc khi thấy các vị sư đi công chuyển trên chiếc xe hơi bạc tỷ. Tất nhiên, sẽ ít người cho đó là điều bình thường, nhưng hầu hết người ta đều chỉ ồ lên một cách ngạc nhiên hoặc lắc đầu ngán ngẩm, chứ ít ai truy xem căn nguyên từ đâu và ngăn ngừa như thế nào. Trở lại câu hỏi, thầy đã xuất gia sống nương nhờ cửa Phật, tại sao lại giàu thế? Chắc chắn là những người tu hành, các thầy không có thời gian để làm nghề, thêm nghề tay trái như chúng sinh bình thường. Chúa cửa Phật cũng không cho phép các thầy lợi dụng để làm những việc kinh doanh hay sản xuất gì trong đó. Vì vậy, nguồn tiền mà các thầy có được hầu hết đến từ phía Phật tử mang cúng dường. Các nguồn thu từ tiền công đức dưới danh nghĩa tiền dầu nhang, tu bổ, xây dựng nhà chùa. Để nhà chùa duy trì hoạt động được, tất nhiên phải có tấm lòng công sức của các Phật tử đóng góp, dâng lên. Nhưng có một thực tế đó là không phải ai cũng đến cửa chùa với tấm lòng thành kính. Không phải các đồ cúng dường đều là các vật phẩm thiết yếu, mà đôi khi đó là những nguồn tiền lớn của các mạnh thường quân mang đến với tư duy mua bán, đổi trao. Với nhà Phật, họ quan niệm rằng số tiền công đức vào chùa càng lớn sẽ nhận được sự quan tâm, ưu ái của trụ trì càng nhiều. Từ đó, thầy sẽ kêu cầu với Đức Phật nhiều hơn, hay hơn, để ban tài tiếp lộc nhiều hơn cho họ. Hoặc có nhiều người sau khi làm việc sai trái, kiếm những đồng tiền bất chính quá dễ dàng, họ muốn trích một phần mang đến để nhờ thầy rửa sạch tội lỗi gây ra. Họ muốn dùng tiền để đổi lấy sự bình yên, thanh thản. Một người làm vậy, nhiều người khác biết được cũng làm theo. Vô hình chung, việc công đức tại các cửa chùa dần trở thành một cuộc chạy đua của không ít người. Chết vì đi theo Thích Minh Tuệ, liệu có đáng? Đến bao giờ người dân mới hết u mê cố chấp? Thưa cô bác, vào tối ngày 30 tháng 5 vừa qua, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế xác nhận bệnh nhân Lương Thanh Sơn, 47 tuổi, thành viên trong đoàn đi theo ông Thích Minh Tuệ, đã tử vong vì sốc nhiệt.
Theo thông tin ban đầu, trước đó vào chiều ngày 29 tháng 5, đoàn đi theo đến địa phận ngã tư Sòng, xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Do số lượng người đi theo rất đông, ước tính lên đến hàng ngàn người, nên để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông, lực lượng chức năng địa phương đã hướng dẫn đoàn rẽ về tuyến đường Xuyên Á, sau đó rẽ lên phía cầu Bắc qua sông Hiếu, rồi đến nghỉ ngơi tại một khu vực nghĩa trang sạch sẽ. Đến sáng sớm ngày 30 tháng 5, ông Minh Tuệ và những người đi theo dùng bữa sáng rồi tiếp tục cuộc hành trình. Khi đoàn đi đến địa phận thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong thì phát hiện một người đàn ông, tức ông Lương Thanh Sơn, bị ngất xỉu. Ngay sau đó, lực lượng công an địa phương đã nhanh chóng đưa người này đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Phong. Tuy nhiên, do tình trạng sức khỏe nguy kịch, bệnh nhân này sau đó được chuyển lên tuyến trên là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Tại đây, người nhà của bệnh nhân xin được chuyển viện vào thành phố Hồ Chí Minh. Song với tiên lượng sức khỏe bệnh nhân, thời gian di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh dài, nên các bác sĩ tại đây đã khuyên người dân nên đưa vào cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Bệnh viện đã hỗ trợ xe chuyên dụng, vận chuyển cùng đội ngũ bác sĩ y tá đi cùng và các trang thiết bị y tế, thuốc men điều trị. Đến 15 giờ 30 cùng ngày, bệnh nhân Lương Thanh Sơn chuẩn bị rời Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị di chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế. Lúc này, bệnh nhân đã trong tình trạng bất tỉnh với chẩn đoán bị mất nước, sốc nhiệt dẫn đến tổn thương đa cơ quan, tổn thương não không hồi phục. Khi được các bác sĩ tập trung cứu chữa, mạch bệnh nhân đập trở lại nhưng vẫn phải thở máy. Khi được chuyển tuyến vào Bệnh viện Trung ương Huế, thì bệnh nhân bất ngờ rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã tiến hành làm các xét nghiệm, hội chẩn liên quan để đưa ra phác đồ điều trị, nhưng do bệnh tình diễn biến quá nặng nên sau đó người bệnh này đã tử vong. Hiện thi thể bệnh nhân vẫn đang được lưu lại tại bệnh viện để làm thủ tục bàn giao cho gia đình. Theo tìm hiểu, ông Sơn có vợ con đang sinh sống tại Mỹ và mới chỉ về Việt Nam 3 ngày. Sau sự việc đau lòng trên, nhiều người đã tự động rời khỏi đoàn của ông Thích Minh Tuệ và quay trở về nhà. Theo những hình ảnh được ghi nhận, có những người đã rời đi ngay trong đêm, bỏ lại cả đồ đạc như tăng y, nồi cơm và nhanh chóng bắt những chuyến xe sớm nhất để quay về. Theo các chuyên gia về sức khỏe, sư Minh Tuệ đã có quá trình đi bộ 6 năm. Nói như ông là đi để tập học theo lời Phật dạy và rèn luyện sức khỏe. Đây là thời gian để ông tích lũy và có được thể lực như hiện nay. Thế nên, dù chỉ ăn ngày một bữa nhưng ông vẫn đủ sức khỏe để đi bộ suốt ngày này qua tháng khác. Trên thực tế, người tu luyện đạt tới trình độ như sư Minh Tuệ không nhiều, nên người khác mà muốn làm theo thì cần tự lượng sức để tránh rủi ro. Muốn học đạo, đi theo con đường Phật dạy như sư Minh Tuệ cũng tốt thôi, nhưng cần có quá trình rèn luyện, không phải ngày một ngày hai mà thành. Đó là chưa kể việc thay đổi chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt đột ngột dưới tiết trời nắng nóng gay gắt là khó tránh khỏi bệnh tật, thậm chí có thể mất đi tính mạng như trường hợp ông Sơn vừa kể trên. Những người đi theo sư Minh Tuệ với mục đích tu học là quyền cá nhân nhưng không nên đem sinh mạng của mình ra thử thách với trời đất như vậy. Cho dù không tử vong mà lâm bệnh nặng thì làm khổ gia đình, người thân nên mong mọi người hãy suy nghĩ thật kỹ. Đến lúc xảy ra chuyện gì thì không ai chịu trách nhiệm và cũng không đáng một chút nào. Còn ý kiến của cô bác về cái chết này như thế nào? Hãy bình luận xuống phía dưới cho chúng tôi biết nhé. Tiếp theo, mời quý vị cô bác cùng chuyển sang phần 2 của chương trình với nội dung Hiện tượng Minh Tuệ và hội chứng đám đông rợn người ở Việt Nam. Thích Minh Tuệ, một người đang tự tu theo lối khổ hạnh xưng con trong giao tiếp, không nhận thầy chùa, ngày ăn một bữa, mặc áo phá, tối ngủ ở gốc cây, nghĩa địa nhà hoang, không nhận tiền cúng dường đang trở thành tâm điểm chú ý của mạng xã hội và nhận những luồng ý kiến trái chiều. Vị tu hành này được cho là đã thực hành hạnh đầu đà được 6 năm và 4 lần đi bộ từ Nam ra Bắc rồi quay lại. 3 lần trước, không ai biết và bàn tán về những chuyến đi bộ mà ông thực hiện. Nhưng đến lần thứ tư này, hành giả Minh Tuệ trở thành nạn nhân của mạng xã hội khi đi đến đâu, các YouTuber, Facebooker, TikToker và dân chúng cũng ồ ạt kéo theo đến đó. Khi xem những thước phim quay cảnh các đám đông này, nhiều người không khỏi lo lắng cho các hoạt động tưởng chừng như thuộc về những điều rất cá nhân của ông.
độc hành với đôi chân trần, với tấm y chắp nối từ vải vụn nhặt được, cái lõi nồi cơm điện thay cho bình bát khất thực, không nhận cúng dường bất cứ thứ gì ngoài phần thức ăn cho bữa duy nhất trong ngày. Hành giả Minh Tuệ sống đời không nhà cửa để rèn luyện việc bỏ đi cái ngã, tức là cái tôi của bản thân và những lòng ham về lối sống vật chất. Tuy nhiên điều gây tranh cãi nhất không phải là cách mà người đàn ông này tu hành, mà là hình ảnh của đám đông ồn ào hiếu kỳ đi theo ông trên mỗi bước đường mà ông khất thực. Mạng xã hội gọi hành giả Minh Tuệ là sư, một tu sĩ, một khất sĩ. Tuy nhiên, chính ông luôn nhận mình là một người dân thường đang tập học theo giáo lý của Đức Phật, đi khất thực để rèn luyện đạo đức sức khỏe. Hành giả Thích Minh Tuệ, tên thật là Lê Anh Tú, 43 tuổi, quê gốc ở tỉnh Hà Tĩnh, thường trú tại huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai. Ông từng là nhân viên đo đạc địa chính và có thời gian tham gia quân ngũ. Ông là một công dân bình thường và chỉ đang tự tu theo cách thức hạnh đầu đà hay còn gọi là khổ hạnh. Rất nhiều nhà tu hành cũng đang thực hành theo pháp tu này. Hạnh đầu đà là một trong những phương pháp tu khổ hạnh có từ thời Đức Phật. Trong đó, tiêu biểu nhất là tôn giả Mahakasyapa, vị thánh tăng đệ nhất đầu đà. Pháp tu này được quy định cụ thể với 13 điều sau đây. 1. Y phục làm bằng những mảnh vải rách. 2. Chỉ dùng 3 y. 3. Khất thực mà ăn. 4. Chỉ ăn một bữa vào giờ trưa. 5. Không ăn quá no. 6. Không giữ tiền bạc. 7. Sống độc cư. 8. Sống trong nghĩa địa. 9. Sống dưới gốc cây. 10. Sống ngoài trời. 11. Không ở cố định thường du hành. 12. Ngồi ngủ, không nằm ngủ. 13. Chỉ dùng bình bát. Hành giả Minh Tuệ đã thực hành hạnh đầu đà được 6 năm và có 4 lần đi bộ từ Nam ra Bắc rồi quay lại. Mọi việc chỉ trở nên ồn ào từ khi hình ảnh của ông được đưa lên các trang mạng xã hội. Vị hành giả đi đến đâu, dân chúng ồ ạt kéo theo đến đó. Trong đó có nhiều YouTuber, TikToker, Facebooker. Như đã nói, hành trình tu tập của ông Thích Minh Tuệ sẽ diễn ra lặng lẽ và bình an nếu như thời gian gần đây không có những người lan truyền hình ảnh về ông trên các trang mạng xã hội. Cho dù phần lớn trong hàng ngàn nghìn người vây quanh ông Minh Tuệ là người yêu mến tôn kính ông, nhưng phải nhìn nhận một sự thật rằng đám đông tự phát luôn rất dễ kéo theo những ồn ào hỗn loạn ẩn chứa nguy cơ xung đột. Ngay cả đám đông trên mạng xã hội những ngày qua cũng không ngớt chia phe tranh cãi, không ít người buông lời quá khích. Trong đám đông ấy có những người hiếu kỳ, có những người hành đạo và có cả những trục lợi của các YouTuber, TikToker. Sau khi trở thành hiện tượng của những nhà sản xuất nội dung trên mạng xã hội, hành trình của vị tu hành này luôn kéo theo hàng nghìn người muốn bày tỏ tôn sùng có, muốn đi theo học đạo có. Vì tò mò, nghi ngờ hay tìm cách bóc phốt cũng có, và không thể không kể đến một lực lượng hùng hậu những người đi theo ông chỉ với mục đích duy nhất là lợi dụng vị tu hành để làm nội dung câu like câu view trên mạng xã hội. Tuy nói những lời ca tụng, thực chất họ chỉ coi ông là đối tượng để khai thác lợi dụng như vẫn làm thế với mọi nhân vật hot trên mạng. Những nhà sản xuất nội dung kiểu này bao vây ông Minh Tuệ một cách thô lỗ và hung hãn. Xem những video livestream được đăng tải, nhiều người thấy ám ảnh thương cho hành giả bị quay bởi những chiếc điện thoại có tay cầm nối dài lăm lăm giơ lên xung quanh ông, muốn đi cũng không đi nổi một bước. Nhiều người trong số đó vì muốn lôi kéo người dùng mạng nhằm mục đích bán hàng, muốn được chú ý hay do bị chi phối bởi động cơ nào đó. Một số YouTuber, TikToker, Facebooker đã làm quá lên về Thích Minh Tuệ, kích động tính hiếu kỳ của mọi người, nhất là giới trẻ. Hùa theo đám đông, chạy theo trào lưu, nhiều người đón lõng sư thầy đi bộ rồng rắn đi theo cả một quãng đường dài. Xô đẩy, tranh chỗ đứng gần ông để chụp ảnh quay phim. Cảnh tượng lộn xộn đó gây phản cảm và phản tác dụng đối với mong muốn của chính Thích Minh Tuệ. Không bỏ lỡ cơ hội, những thế lực thù địch đã lợi dụng hiện tượng Thích Minh Tuệ để chống phá chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta trên mạng xã hội. Đoàn người rầm rậm kéo đi, bất kể trời mưa hay nắng, camera, máy ảnh, điện thoại, máy ghi âm, bất kể thứ máy móc gì cũng có thể được sử dụng để đăng tải thông tin trên mạng xã hội.
hình ảnh của vị người đàn ông tu hành này xuất hiện kín trên các nền tảng số. Trên nền tảng YouTube có cả trăm tài khoản mang tên Thích Minh Tuệ. Thậm chí hình ảnh của ông đã bị lợi dụng để bình luận xuyên tạc về đời sống tu hành của nhiều tăng ni Phật tử khác. Tâm lý đám đông, với việc cả nghìn người đi theo vây quanh, tìm cách tiếp cận, quay chụp, livestream hát hò tụng niệm, chính là sự quấy phá, làm nhiễu loạn quá trình tu tập của ông. Chẳng những mất đi sự riêng tư, bị chiếm lấy không gian và thời gian dành cho việc thanh tu, đoàn người đông đúc còn có thể mang đến cho ông nhiều rắc rối cùng những phiền toái. Đám đông tràn kín con đường hành giả này đi qua còn có thể gây mất an toàn giao thông, an toàn sức khỏe và những xích mích dễ nảy sinh trong chốn đông người cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự. Theo giáo lý nhà Phật, việc gây cản trở quá trình tu tập của người xuất gia vì những dục vọng lợi ích cá nhân của mình sẽ tạo nghiệp rất nặng. Còn nhìn từ góc độ thế tục, đó là hành động phản cảm xấu xí, đáng lên án. Vẫn biết, tâm lý con người vốn tính tò mò hiếu kỳ, thích được chú ý hoặc muốn mình hiện diện bên những người nổi tiếng. Thế nhưng điều đó chỉ tạo thành một đám đông hỗn loạn, ồn ào, thiếu sự trang nghiêm cần thiết dành cho một người tu hành. Nhiều người coi trọng cá nhân và pháp tu của hành giả Minh Tuệ, nhưng đó không phải là pháp tu duy nhất khi mà Đức Phật có tới 84.000 pháp môn cho tăng ni phù hợp với căn cơ từng người. Cho nên, không thể chỉ coi trọng hình ảnh của hành giả Minh Tuệ mà coi thường các vị đang tu hành chân chính tại các chùa, tịnh xá và tu viện. Trước hiện tượng Thích Minh Tuệ, ngày 16 tháng 5, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ đã lên tiếng về hiện tượng sư Minh Tuệ, khuyến cáo người dân thực hành tín ngưỡng đúng pháp luật. Việc ra văn bản từ phía cơ quan quản lý là việc làm cần thiết, nhất là những thông tin chính thống phòng trường hợp các cá nhân mượn danh các tổ chức tôn giáo để truyền bá hoặc thực hành các nghi lễ đông người. Đó cũng là cơ sở ngăn chặn các luận điệu xuyên tạc, mượn hình ảnh hành giả Minh Tuệ để có những quan điểm chia rẽ tôn giáo, làm ảnh hưởng đến sự đóng góp của tăng đoàn và giáo hội. Mỗi người dân, nếu về sự ngưỡng mộ một người tu hành nào đó nên tôn trọng sự riêng tư an tịnh của họ, tránh quấy rầy và làm ảnh hưởng xấu đến sự thực hành giáo lý. Một người đã lựa chọn cho mình hình thức buông xả, nỗ lực để đi tìm những giá trị tốt đẹp cốt lõi bên trong, thì không mưu cầu những sự nổi tiếng, ồn ào như những gì đám đông đang dành cho họ. Và như chính vị tu hành này nói, chỉ mong mọi người cùng học tập và thực hành theo lời Phật dạy. Mỗi người nếu vì lòng kính trọng đối với một người đang thực hành theo giá trị tốt đẹp của Đạo Phật, thì điều ý nghĩa nhất là sửa đổi bản thân trong mỗi lời nói, hành động và ý nghĩ, hướng tới những điều tốt đẹp cho xã hội, tùy theo khả năng của mình để làm, dù là những điều nhỏ nhất. Có lẽ sau những ồn ào này, hành giả Minh Tuệ cũng sẽ hạn chế những tiếp xúc của mình với những nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Bởi khi mọi thứ được lợi dụng để đẩy lên đỉnh điểm, thì những giá trị ông đang tìm kiếm sẽ khó mà đạt được giữa những thị phi và ồn ào như vậy. Xin được thay lời kết bằng hai câu thơ rất phù hợp với chủ đề này. Tìm gì giữa chốn trần gian? Dạ không, hai chữ bình an đủ rồi. Tiếp theo, mời quý vị cô bác cùng chuyển sang phần 3 của chương trình với nội dung Ông Thích Minh Tuệ giải bày về những ồn ào xung quanh mình. Ngày 17 tháng 5, trên hành trình khất thực từ Bắc vào Nam, ông Thích Minh Tuệ 43 tuổi dừng chân nghỉ tại một bãi đất trống ở xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Tại đây, đông đảo người dân đi theo vây quanh ông để nghe trò chuyện. Rất nhiều người đã đến chắp tay vái thầy và cúng dường thức ăn nước uống. Xong ông Thích Minh Tuệ nói, con nhận nước đủ để uống, mọi người có tâm là được, chứ nhận nhiều nước con sẽ không uống hết. Nếu cứ 100 người dân mà mỗi người đều cho một chai nước thì con có 100 chai nước, con sẽ không uống hết và không thể mang theo người. Trước việc có đông đảo người dân đi bộ theo ông, trong đó có YouTuber, TikToker chen lấn để quay phim chụp ảnh, ông Minh Tuệ cho biết, con đi tu hành, đang tập học chứ chưa có thành tựu gì cả, con cũng không phải là Phật, là Thánh gì cả. Những người đi quay phim, YouTuber, TikToker còn cũng không có quyền đuổi họ, nhưng họ đi trước hay đi sau thì đi thẳng hàng lối chứ đừng chạy lộn xộn chen lấn. Hôm qua và hôm nay chạy xô nhau chen lấn quay phim thì cũng không tốt đẹp. Công an vì mình, họ cũng mệt,
tắc nghẽn giao thông. Ông Tuệ chia sẻ trước đây ông từng có thời gian ngắn vào chùa để tu tập, lấy pháp danh là Thích Minh Tuệ, song chưa có duyên ở lại chùa. Minh có nghĩa là sáng, tuệ là trí tuệ, ý nghĩa cái tên là con đường soi sáng. Sau này, khi cảm thấy không còn duyên ở chùa, con ra ngoài và vẫn giữ pháp danh này, ông Tuệ nói. Năm 2017, ông Minh Tuệ bắt đầu đi bộ tới nhiều tỉnh thành. Khi quyết định bỏ nhà, bỏ công việc ổn định để đi bộ hành, bản thân ông cũng đã suy nghĩ rất kỹ. Sau đó, ông đã xin phép gia đình cho mình đi bộ tu tập theo lời Phật dạy. Ông nói thời gian đầu, đôi lúc mệt phải di chuyển bằng xe khách. Từ năm 2020 đến nay, ông bộ hành tuyệt đối chỉ di chuyển bằng đường thủy khi phải đi qua đò, qua sông. Đến nay, ông đã đặt chân tới gần như khắp mọi miền đất nước. Hơn 6 năm qua, ông Minh Tuệ không liên lạc với gia đình bởi bản thân ông tu tập nên không dùng điện thoại. Dẫu vậy, ông cho biết ông luôn đặt gia đình trong tim, luôn nhớ tới công ơn của cha mẹ qua lời cầu nguyện. Con cầu nguyện cho cha mẹ được bình an may mắn, con không có tài sản vật chất, nhưng con cho người thân niềm tin là không bao giờ làm khổ cha mẹ. Ví dụ như các việc để xảy ra vi phạm pháp luật, ông Tuệ tâm sự. Ông Thích Minh Tuệ cho biết, đối với ông tất cả hành trình đi bộ đều không khó khăn. Khi di chuyển, nếu tâm mình an lạc hạnh phúc và vượt qua được những trắc trở thì sẽ cảm thấy không còn bất cứ trở ngại gì ở phía trước nữa. Hành trình của con là muốn bộ hành trọn đời, mục đích không nhằm truyền tải điều gì. Con chỉ muốn thực hành những lời dạy của Đức Phật nhằm giúp hoàn thiện bản thân. Lúc đi bộ, con luôn ước nguyện cho mọi người khi nào cũng được hạnh phúc, sống vui vẻ với gia đình. Ông Tuệ nói, mặc dù đã từng có thời gian ở chùa, nhưng ông Minh Tuệ cho hay bản thân ông hiện nay không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa cơ sở tự viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Con không liên quan đến chính trị đảng phái hay giáo hội nào, nên những văn bản liên quan đến con cũng không cần biết. Việc của con là tu tập đi theo lời Phật dạy, không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói láo, không uống rượu, bia ăn chay ngày một bữa trước 12 giờ, không nghe ca hát xem phim, không cất giữ tiền bạc. Con không nhận tiền bạc của bất kỳ ai qua hình thức nào cả. Buổi chiều con không nhận thức ăn, chỉ có chai nước suối. Nếu họ không có cho nước suối thì tôi, ông Minh Tuệ cho hay. Về việc Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra văn bản khẳng định ông Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo, ông Minh Tuệ nói không liên quan đến văn bản trên. Từ trước đến nay ông chưa từng nhận mình là tu sĩ và bản thân cũng cảm thấy chưa xứng đáng làm tu sĩ bởi đạo đức của mình chưa đạt đến cảnh giới đó. Tiếp theo, mời quý vị cô bác cùng chuyển sang phần 4 của chương trình với nội dung 6 quả báo con bất hiếu đến nhanh và cách sám hối tội lỗi. Quả báo con bất hiếu là quả báo cho những đứa con vô ơn có những hành động thiếu đạo đức đối với ông bà, cha mẹ của mình. Nếu con cái có hành vi không hiếu thảo với cha mẹ thì đó là điều rất nghiêm trọng trong tín ngưỡng Phật giáo. Vậy quả báo của tội bất hiếu là gì? Làm sao để sám hối giảm nhẹ tội bất hiếu cha mẹ? Tinh hoa cuộc sống sẽ giải đáp thắc mắc của các cô bác trong bài viết dưới đây. 1. Vì sao tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu? Quả báo con bất hiếu là cực kỳ nặng bởi vì tội bất hiếu là tội lỗi lớn nhất trong đạo Phật. Hành vi bất hiếu có thể được thể hiện qua thái độ vô tâm, chỉ nhìn thấy được cái trước mắt mà không thấu hiểu cảm giác của cha mẹ. Có thể nói đây là những hành vi được không đúng về mặt đạo đức lẫn tinh thần. Sự bất hiếu của con cái sẽ gây ra sự xung đột rạn nứt tình cảm, từ đó nhận lại những hậu quả tiêu cực về mặt thể chất lẫn tinh thần. Điều này cũng làm tăng nguy cơ cha mẹ bị trầm cảm, bệnh tật. Ngoài ra, phận làm con mà bất hiếu với cha mẹ còn thể hiện là người thấp kém về nhân phẩm. Họ dễ rơi vào cạm bẫy của xã hội, đánh mất bản thân và làm hủy hoại thanh danh của gia đình. Bên cạnh đó, họ còn là những mối nguy hại cho xã hội. Những người này sẽ bị người đời khinh rẻ và bị pháp luật trừng trị. Để tránh phạm phải những tội lỗi trên, bạn cần hiểu về lời Phật dạy về chữ hiếu để có được những suy nghĩ hành động đúng đạo làm con. 2. Những quả báo con bất hiếu bạn có thể phải nhận. Quả báo con bất hiếu với cha mẹ là hình phạt dã man và đau đớn trong địa ngục.
Những người ngược đãi cha mẹ sẽ phải chịu quả báo kiếp này không chịu hết thì sang đến tận kiếp sau. Phúc báo có gây dựng bao nhiêu thì cũng mất hết. Sau đây là những quả báo con bất hiếu sẽ phải gánh chịu. Gieo nghiệp xấu cho cuộc đời mình. Tội bất hiếu trong kinh Phật là đang gieo nghiệp xấu cho chính bản thân mình. Trên đời này mọi thứ đều có qua có lại, cha mẹ dù có tướng mạo xấu xí hay tật nguyền, thân thể hay trí tuệ, phận làm con không thể ghét bỏ. Họ đã có công nuôi dưỡng mình nên người thì mình cần phải yêu thương và phụng dưỡng lại cha mẹ. Vẻ đẹp từ tâm sẽ được đền đáp xứng đáng. Nếu tâm không tốt với người sinh ra mình thì không bao giờ được hưởng những điều tốt đẹp. Bị bệnh tật ốm yếu. Cha mẹ đã có công sinh thành và chịu đựng bao vất vả để nuôi dưỡng, chăm sóc chúng ta khôn lớn thành người. Vậy mà khi trưởng thành, bản thân chúng ta lại nỡ đối xử với họ tệ bạc, làm họ phải khổ tâm lo lắng. Trong luật nhân quả, tội bất hiếu, người thường xuyên làm cha mẹ sinh tâm lo buồn sẽ chịu quả báo nhiều bệnh tật ốm yếu. Tướng mạo xấu xí. Có câu nói tâm sinh tướng, vì vậy mà tâm chưa tốt thì tướng sẽ không đẹp. Cha mẹ là người có công sinh và công nuôi dưỡng ta nên người, vậy mà hà cớ gì ta lại chê bai đối xử tệ bạc với đấng sinh thành của mình. Những kẻ bất hiếu là những kẻ không có tâm sẽ gặp quả báo tướng mạo ngày càng xấu đi. Mày cao mép hích không đẹp lên được. Sinh ra con cái hư hỏng bất hiếu. Theo Phật giáo, gieo nhân nào sẽ gặp quả nấy, vì vậy mà một người bất hiếu sẽ có khả năng sinh ra một đứa con bất hiếu và hư hỏng, không phụng dưỡng được khi về già. Còn theo quan niệm khoa học hiện đại, con cái được bố mẹ dạy dỗ nên sẽ bị ảnh hưởng bởi tính cách của bố mẹ. Vì vậy, nếu bố mẹ của chúng không biết lý lẽ đạo làm người, đạo hiếu làm con, thì những đứa con cũng sẽ trở nên vô phép, vô lễ, hư hỏng, khó bào. Đầu thai vào dòng họ thấp kém. Nếu đã đối xử tệ bạc, bất nhân với cha mẹ thì không xứng đáng được hưởng đặc ân. Đức Phật từng nói, người không biến tính, không nghe lời cha mẹ chỉ dạy thì là người có dòng họ thấp kém. Lúc cha mẹ khỏe mạnh thì không chăm sóc báo hiếu, khi mất đi mới khóc lóc than sầu. Những kẻ độc ác đó đáng bị trừng phạt và chịu quả báo nặng nề. Sự nghiệp không thuận lợi, ít tài sản. Không ít người đã thể hiện lòng tham sân si với những bậc cha mẹ đã sinh ra mình mà không hiểu rằng tài sản của cha mẹ là của cha mẹ. Nếu họ cho thì mình nhận, nếu không thì không được bòn rút hay ép buộc. Còn chưa báo hiếu được ngày nào cho bố mẹ đã vội lấy sạch công đức của họ. Đó cũng là tội bất hiếu đáng khinh bỉ. Quả báo còn bất hiếu là sự nghiệp không thuận lợi. Trong đời này hoặc đời sau đều ít tài sản không được sung túc. Bên cạnh đó, kẻ vong ân bội nghĩa mấy khi được người đời tín dụng, không được ai tin tưởng, không có tiếng nói sẽ làm được việc gì thành công. Trước khi muốn có công danh sự nghiệp, hãy làm tròn chữ hiếu với đấng sinh thành gia ta. 3. Phật dạy cách sám hối tội bất hiếu. Tội bất hiếu là tội nặng nhất, không chỉ chịu trừng phạt từ tòa án lương tâm mà còn phải nhận những quả báo luân hồi trong tương lai. Nhưng nếu có ai đó nhận ra sai lầm và muốn bù đắp lỗi lầm trong quá khứ đều có thể thực hiện được. Biết sai mà quay đầu hay sửa chữa lỗi sai của bản thân sẽ giúp bạn giảm bớt được nghiệp xấu trong tương lai. Quay đầu chưa bao giờ là muộn với con cái. Vì vậy, hãy tham khảo một số cách sám hối sau đây để thân tâm thanh thản, chuộc lỗi với cha mẹ. Trong trường hợp may mắn là cha mẹ còn sống, hãy báo đáp và chuộc lỗi với họ vì nó sẽ giúp bạn giảm bớt sự dằn vặt ân hận trong cuộc đời. Thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm phụng dưỡng với cha mẹ từ thể chất đến tinh thần để họ có thể cảm nhận được tình yêu thương, chân quý của con cái. Nếu tệ hơn là những người sinh thành đã ra đi, chúng ta không còn cơ hội để đối xử tốt và chuộc lỗi nữa. Bạn có thể đi làm nhiều việc thiện, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, để có thể tích đức, giúp cha mẹ sớm được siêu độ, nhận được nhiều phước lành ở thế giới bên kia. 4. Lời kết.
tội bất hiếu với cha mẹ là tội ác tày trời và quả báo con bất hiếu phải nhận là vô cùng đau đớn. Vì vậy hãy trân trọng yêu thương những người còn bên cạnh mình trước khi phải hối hận. Hãy cố gắng gieo trồng nhân lành, hiếu thuận với cha mẹ mình khi còn có thể để bản thân được thanh thản và hạnh phúc hơn. Thưa cô bác, trong đời người mỗi chúng ta đều phải trải qua những giây phút bị tổn thương bởi người khác hoặc chính chúng ta là người gây tổn thương cho người khác. Bởi vậy mà lời Phật dạy về sự tha thứ trong cuộc sống, hãy bao dung cho lỗi lầm của người khác cũng chính là tha thứ cho bản thân mình. Cùng lắng nghe và suy ngẫm những lời Phật dạy về sự tha thứ. 1. Phật dạy tha thứ là gì? Lời Phật dạy về tha thứ có nói, tài sản quý nhất của đời người chính là lòng khoan dung. Tha thứ không phải là xóa đi những vết thương, mà là cách để bản thân tự chữa lành những vết thương đó. Phật dạy về tha thứ là chúng ta không cần phải giữ mãi trong lòng những uất hận và sợ hãi. Hận thù chỉ mang lại nhiều đau khổ hơn cho bản thân. Nếu tha thứ cho người khác thì cũng chính là giúp ta có một cuộc sống tốt đẹp và luôn nhìn về phía trước. 2. Những lời Phật dạy về sự tha thứ hay và ý nghĩa. Lời Phật dạy về sự tha thứ có nhắc đến, chỉ có sự tha thứ mới làm tâm hồn ta thanh thản. Vì vậy, tha thứ là một bước vô cùng quan trọng để chúng ta có được sự an lạc trong tâm hồn cũng như trong cuộc sống. Phật dạy tha thứ cho người khác cũng là tha thứ cho bản thân mình, là một bước quan trọng để đạt tới sự an lạc và giác ngộ. Trong cuộc sống, cuộc đời đã chỉ ra chân lý rằng nếu muốn có một cuộc đời an lạc thì phải nếm trải đau khổ. Phật dạy về cuộc sống hạnh phúc cần phải có những hoàn cảnh khốn khó thì chúng ta mới có cơ hội tăng trưởng trí tuệ và lòng từ bi. Mỗi người đều có học thức và nhận thức riêng nên sự đánh giá nhìn nhận sự việc cũng khác nhau. Cho nên giữa người với người có sự va chạm, cọ sát và mâu thuẫn cũng là điều bình thường. Tha thứ không có nghĩa là yếu đuối, nhu nhược mà là tự đặt bản thân mình ở một tầm cao nhất định. Phật dạy, tha thứ là cách để thoát khỏi bế tắc, càng trách thì càng hận thù đau khổ. Đồng thời thực hành tha thứ chính là thực hành tăng trí tuệ và lòng từ bi. Nếu ta cứ cố chấp, không tha thứ thì sẽ làm cho bản thân chúng ta đau khổ. Bên cạnh đó ta cũng không thể buông bỏ được sự hận thù mà người khác gây nên cho mình. Những hoàn cảnh gây bất lợi, gây tổn thương cho chúng ta chính là nguồn chất liệu để chúng ta tu tập. Có thể thấy, tha thứ cũng được coi là một phương pháp thiền định giúp chúng ta thanh thản hơn. Trong tình yêu, lời Phật dạy về tha thứ trong tình yêu là chẳng ai vô duyên vô cớ lại xuất hiện trong cuộc đời bạn. Sự xuất hiện của mỗi người đều có nguyên do của nó cả. Tình yêu hay duyên vợ chồng đều là món quà tuyệt vời nhất mà mỗi người sinh ra đều đáng có được. Tình yêu thương là thứ có thể hàn gắn tất cả mọi vết thương. Vì vậy, chúng ta cần học tha thứ để có thể hóa giải mọi mâu thuẫn. Trong một mối quan hệ hay cuộc sống hôn nhân, không thể thiếu những lúc tức giận, oán trách nhau. Vì vậy, Phật dạy buông bỏ trong tình yêu rằng tự mỗi chúng ta cần phải hóa giải vướng mắc, thù hận trong suy nghĩ, lời nói để thoát khỏi sự thống khổ, luôn được sống cho cuộc sống vui vẻ an lạc. Vậy nên, hãy tha thứ cho người làm tổn thương mình. Nếu cứ dây dưa mãi, thì người đau khổ cuối cùng cũng chỉ có mình mà thôi. 3. Cách rèn luyện sự tha thứ theo lời Phật dạy. Lời Phật dạy về sự tha thứ là một bài tập nhằm ngăn ngừa những ý niệm có hại cho bản thân mình. Phật đã chỉ rõ những suy nghĩ tiêu cực như hận thù, ganh ghét, giận hờn sẽ có ảnh hưởng lớn và lâu dài đến nghiệp ý. Vì vậy, mỗi người đều phải tu dưỡng đạo làm người và nuôi dưỡng những ý niệm tốt đẹp từ bi. Và để trau dồi rèn luyện theo lời Phật dạy về sự tha thứ thì ta cần chú ý những điều sau đây. Đầu tiên, ta phải hiểu rõ khái niệm nhân quả làm tâm điểm của lời Phật dạy. Tha thứ không phải là điều dễ dàng và rất khó khăn, nhưng nếu ta biết đặt địa vị vào người đó để cố gắng thấu hiểu, như vậy chúng ta mới có thể cảm thông và tha thứ cho họ. Khi một người làm chúng ta tổn thương, đừng nên trách họ mà hãy bỏ qua hết những chuyện đáng tiếc đó. Chúng ta hãy sẵn sàng bỏ qua những vướng mắc trong lòng
và tìm cách làm tâm thấu hiểu những hành động trước đây người khác đã gây ra cho mình. Đó được coi là lòng từ bi. Nếu người làm tổn thương mình tỏ ra bất cần và không biết nhận lỗi thì họ càng đáng thương hơn, bởi không biết bao giờ họ mới tỉnh ngộ để tạo cơ hội cho mình một đời sống bình an và hạnh phúc lâu dài. Vì vậy, ta cần biết cảm thông, tha thứ cho lỗi lầm của họ để có thể tha thứ cho bản thân những khi chúng ta làm điều sai trái. Phật dạy về tha thứ là dòng suối nguồn tươi mát, là chiếc cầu nối mọi rào cản của bản thân. Lời Phật dạy về sự tha thứ là người có tâm từ bi thiện lương. Để có thể tha thứ cho người khác dễ dàng hơn thì chúng ta cần phải nuôi dưỡng cho mình một tấm lòng từ bi, lương thiện và bao dung. Qua nội dung trên, chúng tôi mong bạn hãy luôn tin tưởng rằng tha thứ chính là liều thuốc có thể chữa trị mọi vết thương hận thù, đau khổ trong cuộc sống. Từ đó chúng ta mới có cuộc sống thanh thản và an lạc. Tới đây thì thời lượng của chương trình đã hết. Nếu cô bác thấy video này hữu ích, xin hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn tiếp theo. Chúng tôi luôn lắng nghe ý kiến của cô bác để có thể phục vụ được tốt hơn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô bác ở những video sau.